Rồi đây mọi người thì mình đang đi bộ qua khu ẩm thực mọi người. Ở đây cũng khu vực này thì cũng dành riêng cho những người nào đi xe máy ha. Xe máy thì vào đây gửi xe mọi người. Ở đây khu ẩm thực còn cách mình chỉ có 100 m nữa thôi. Thì mọi người nhớ đón xem video của ngày hôm nay của mình, thì coi thử khu ẩm thực của festival năm nay thì làm sao ha. Ngoài đường thì mọi người có thể thấy là người ta đang đi lễ hội rất là đông. Đây mình đi theo chị áo xanh này mọi người. Chị áo xanh này thì nuôi mày ở bệnh viện Trung ương. Đó, hôm qua chị cũng có đi rồi, chị kể là cũng rất là vui mọi người. Đó, nghe chị kể thì mình cũng rất là hấp dẫn nè. Đây, các quầy hàng của đấy, cái quầy hàng người ta bán đồ lưu niệm mọi người. À, bán gì nít đồ này kia rồi đủ loại hết á. Ở này thì giống như một khu hội chợ vậy mọi người. Các quầy hàng thì người ta trang trí rất là đẹp. Thì mình được nghe nói là hôm nay năm nay ẩm thực thì được rất là các nhiều tỉnh thành về đây mọi người. Cái khi mà cô chủ có đi công tác có đi du lịch á, tất cả có ta đuổi như vậy rất tiền lắm. Đúng, chứ ở nhà À, về người sáng ta sáng bán là mang lấy ủi cái nữa đồ đó mọi trải nó ban ra ghế, lật đi lật lại. Mua đài cả đây đôi ủi nó ngắn gọn lắm. Vừa an toàn vừa tiện được cái này. Sáu trăm chín chút ra một cái. Mọi người đông nghẹt hết anh em. Để mình lò ra ngoài này để mình đi lại cái đường kia cho nó tiện ha. Đây hết đường đi luôn mọi người. Hết đường để đi luôn rồi. Rồi đi 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 ra ngoài này nè, đi ra ngoài này để mình dòng vô lại. Chật đường đi không được luôn. Trời ơi, gái quá trời lên em ơi. Còn quay tiền á. Đây mọi người, đây là khu bánh khoái à, bánh khoái. Đó, xèo lắm mọi người, xèo của Huế à. Đây mình đi ra ngoài này mọi người, để đi vô đường này cho nó khỏe ha. Đó đi đi từ cổng chính vào, mọi người đi từ cổng chính vào thì nó tiện hơn. Mọi người quá trời luôn nè. Đây có quầy bánh tráng nướng đây. Nhìn rất là hấp dẫn mọi người. Đây đi chen lấn là mệt luôn mọi người. Người quá đông. Độ mềm dẻo rất là tốt, và sau đây thì chúng ta sẽ thực hiện quá trình bao bánh. Thì trước khi bao bánh thì chúng ta đây cắt là những cái món xúc xích rồi cá vi chiên, rồi đây có cơm muống chè nữa mọi người. Ở người đông quá không có quay được thì mọi người thông cảm mọi người. Này bán xúc xích đồ cá vi chiên rồi đủ loại hết.
đa số bán những cái đồ ăn vặt mà rồi. Đồng quá. Đi là chen lấn nãy giờ là mất mệt luôn, quầy nào quầy đấy là người bu đông đen hết. Ở bên này là có cô ẩm thực của Thái Lan. Ở cái mỗi món này thì mình không biết cái món gì là gọi đu đủ hay sao á. Bên kia là xúc xích nướng rồi nem lụi đồ đủ loại hết mọi người. Rồi bán đồ ăn vặt hàng gì các chị em phụ nữ đi rất là nhiều. Vì nãy giờ thì đa số thấy các chị em phụ nữ không. Đây ơi, đây là quầy hải sản đầu tiên. Đây là món mực xà bô, còn gọi là mực xà bay, của anh em dân biển gọi ha. Ở đây mực mí cho anh em biết là ở đây người ta bán mực này 150.000 một con mọi người. Anh em thấy khủng khiếp chưa? Anh em dân biển vào đây coi là biết mực gì ha, chất lượng ra làm sao là biết luôn. Nhìn hấp dẫn không mọi người, nhìn hấp dẫn à. Này mấy bạn này ở trong miền Nam ra bán mọi người. Đây, mật đen đây. Mật này mình ra Hoàng Sa câu cũng nhiều lắm mọi người. Đây bánh tráng Tây Ninh. Đó. Các tỉnh thành đều một tỉnh thành là một món mọi người. Không, bánh tráng Long An, quên, quảng cáo lộn rồi nè. Đó, bánh tráng cô Út, Long An. Và quầy này thì bán bánh bao với chè mọi người. Bao với chè. Đây, món gì tùm lum món rồi anh em ơi. Mình đi nãy giờ mình đếm không hết mọi người, quá trời món. Đi là biết nhìn thôi này. Hay là mình có ăn ha. Nãy giờ hồi nãy có ăn tô cháo bánh canh. Canh còn no nè. Ồ, ly trà tắc 40k nè. Trời ơi, đông quá. Đi mà mình đi giờ này là sớm lắm mọi người. Giờ này là 7 giờ kém thôi mà người đã đông nghẹt như thế này rồi. Thì ngày hôm nay là ngày khai mạc của festival á. Thì mình quay lát nữa thì mình sẽ quay khai mạc festival cho mọi người xem ha. Đây, đông quá. Món gì đây? Món này món gì đây? Không biết anh em. Không biết là mấy cái món ăn đồ ăn vặt của các chị em phụ nữ này. Còn cái này hình như sáu chục chị ơi. Cái này cái gì anh em phá lấu hả? Sáu chục chị ơi. Chị này ở miền Nam ra bán nè. Này chân gà xà tắc nè. Ồ, sau chân gà xà tắc. Sứa, gỏi sứa. Ở bên này là hải sản mọi người. Ốc, nghêu, sò, hàu rồi.
cho vào đủ loại anh em. Đây sờ lộ nè. Mình chạy hết mồ hôi rồi mọi người. Rồi qua đây thì cũng cắt đồ quầy ăn vặt thôi. Đồ ăn vặt quá trời luôn em. Hay gì nãy giờ mình thấy chị em phụ nữ toàn là chị em phụ nữ. Đặc biệt không dùng hóa chất khi sản xuất kem khói sữa tươi. Nam nữa ít ha, ít hơn nữ nhiều, nữ nhiều. Đây cơ hội của anh em FA lên đây kiếm người yêu, lên đây ngắm gái mọi người. Quá trời quầy luôn. Ôi ơi là người. Thì chắc mình đi qua bên này coi bên này người bán cái gì đây. À bán nước mọi người. Đây, qua bên này quay coi thử coi. Đây. Trà sữa nè, soda rồi, các loại nước ha. Nhìn cái tay chị chuyên nghiệp mọi người. Cái này thì dành cho các địa phương về đây quảng cáo ẩm thực ha. Gái quá trời lên em ơi, toàn là gái không, lên đây ngắm gái, chủ yếu ngắm gái nè. Đây đây là cái sân khấu để dành cho các đầu bếp, cho các nhà năm sao khắp cả nước Việt Nam về đây biểu diễn món ăn mọi người. Đây, đây là toàn cảnh sân khấu ha. Thì người ta phát đồ ăn mọi người, phát đồ ăn cho những trẻ em. Chắc mình đứng đây một lát nữa có cái gì hay thì mình sẽ quay cho mọi người coi. Phở cuốn ngũ xá và tâm lý xin được mời về sân khấu nghệ nhân Nguyễn Văn Thành, là tổng bếp trưởng hệ thống Trống Đồng Hà Nội. Vâng, một lần nữa xin được mời về sân khấu nghệ nhân Nguyễn Văn Thành sẽ gửi tặng đến tất cả mọi người chúng ta những trải nghiệm với món phở cuốn ngũ xá. Phở cuốn ngũ xá đây, có nghe có rõ không? Thôi mình đứng đây mình coi chút xíu rồi mình đi qua bên kia coi lễ khai mạc ha. Bây giờ là 7 rưỡi rồi, bây giờ bây giờ mọi nơi cũng trồng được, đây, đây. Không thể nào thơm bằng cái húng để trồng ở đường nắng được. Tôi cho bạn đấy bình dân lên một không đi bán kẹo anh em. Một không đi bán kẹo mà gái cũng không tha nữa nè. Những chị em phụ nữ dành chụp hình với một không quá trời luôn. Thì mình qua quay lễ khai mạc mọi người tới giờ rồi, thì video ẩm thực của mình ngày hôm nay xin được khép lại ha. Mọi người xem video vui vẻ nha.